rồi. Bắn nữa, bắn nữa. Quay đi, quay đi. Ê, chết, đằng sau lưng mình có người, đằng sau mình có xe. Chơi hết mà, nó chơi hết mà. Đúng không? Nó xuống, nó bắn bụng kia rồi. Ừ, kể đi. Ê, tôi có nhà này nè. Tôi có nhà này nè, em đi. Let's try. No! Đau luôn. Mẹ, con confirm kim không? Chưa mẹ. Ủa ông với tôi còn cú lắc à? Nhưng mà ông lắc tính, ông tính là ông nghĩ là cú lắc xuống rồi thắng rồi. Hình suối. Hoặc là ít ra cũng có hai like giống nãy chứ. Ừ. Chúng ta đâu còn gì để bắt đứng. Đó. Chạy. I died. Hay. Anh em tinh nghĩa, cường tinh nghĩa. Mặt team tinh nghĩa. Lost out luôn. Ô tôi xuống luôn đó, tôi xuống luôn đó. Lost out luôn. Ê, hai thằng luôn. Có thằng nghe lost out nữa. Hay. Cứu nghĩa. Làm sao? Leo xuống đây không? Ê, có khi là mình thắng đó ba, đủ quá. Lost out. Mày lost out kìa, lụm lost out đi. Mua siêu. Không quên. Bên chỗ mua người có người kìa. Bên chỗ mua có người nha. Ui nó bắn kìa. Chưa. Lốt áo. Ôi lốt bò mày. Nè. Ôi lộn tôi bị lag rồi. Má tôi bị lag. Hay. Đi xuống. Thôi kệ đi cho nghỉ. Tôi hết rồi. Nghĩa đi, nghĩa vô bo đi. Vô bo nghỉ thôi. Nó chết rồi. Đi đường này chết rồi. Sao 30 chưa phải là Tết, nghĩa gì có thể thắng được. Còn 10 thằng, còn 9 thằng. Mày có thấy cái clip mà tao mới post trên group không? Đứng dưới này chết rồi nè. Ừ, chọn. Thì đó, cái chọn đó. Nghĩa có một pha highlight đỉnh cao đi vào sự nghiệp. Không mày, mày đứng đây là lắc mày chết thiệt á. Hay vậy ta. Đủ má bo đẹp kìa. Bo nghĩa. Mặt nạ. Giáp. Có đéo. Mua đi, ra deploy mua đi. Ở ngoài bom rồi. Mày có mặt nạ mà. Trần giáp ơi. Ai trần giáp nữa chứ. Nghĩa là không đấu 4 á. Nghĩa là mình có thể top 3. Hello. Thì đó một thằng ở trên lầu à. Rồi airstrike. Bó ép kìa, bó ép kìa, bó ép kìa, bó ép kìa.
chạy vô, chạy cho bắn đi, cho bắn đi, cho nó sát tượng đi. Bom phải không, hết rồi, tôi thấy bên nó chạy qua hết phải rồi. Thấy rồi, thấy một thằng. Chịu rồi má, chịu ơi. Hello, hello. Ê, ê, xe, 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 xe. Đau thằng. Gì đâu luôn, confirm. Này. Martin hay quá. Ông mua túi với mua kia được luôn rồi đó ông ơi. Ông làm lại cuộc đời liền không? Vậy đâu mất mẹ. Im mà ba. Không, nãy tôi thấy có một thằng. Ủa má có cái giáp. Mày giờ nói vô gần tới kìa. Hồi đi đâu, hồi đi đâu. Có người bắn không kìa. Má nhiễm trái quá vậy. Ông trái. Ông ngồi qua cái giường bên trái ông đi ông ơi. Chứ không là bắn hai hướng luôn. Đâu? Má. Thật bị sensor. Rồi má. Rồi má. Vô giọng. Confirm luôn. Không, nó có xe revive. Hay quá. Đâu? Đúp, trốn đi. Trốn đi. Ngoài đồ luôn, ngoài trước mặt con đồ. Mẹ cường lắm. Kéo đường nào kéo mà không phải đâu mà. Đủ tay mua kìa. Bo kìa mua đủ mẹ gì nữa. Thôi bỏ đi. Ủa sao xe ngoài kia đỏ hoài ta? À. Nó chỗ pha nãy là mình tìm đi rồi. Con ngồi. NW ngay trước mặt luôn nè. Cường cứ chạy trước 50 mét đi. Trên lầu. 259. Gần. Ơi gần sạch luôn nè. Thôi quay lại load out đi mày ơi. Ủa nó ngay gần. Trên lầu mình hay sao á? Gần sát rạc luôn nè. Ở trên lầu này cho hình như chỗ tôi. Được ơi nữa ta. Ngay trên lầu nè. Hai thằng. Còn hai đi xuống nè. Nhớ canh xung quanh nè. Xe tới nữa. Tìm quay. Còn một thằng nữa. Nghe hướng này nè. Không sao, biết lập tên. Lên xe rồi. Trên lầu. Còn thằng nó vẫn đứng, hai thằng, một thằng vẫn ngoài, một thằng trong trên lầu nè. Thằng trên lầu. Trên lầu bắn rồi. Đừng chết nữa kìa. Chạy rồi. Chạy, coi cái thằng trên lầu nè. Trên lầu. Nó lái xe quay lại kìa. Nó dừng. Rồi giúp Martin nè. Ồ, nó chạy rồi, nó đi rồi. Còn, nó dừng chỗ khác à. Tôi sao vẫn thấy một thằng, quan trọng lắm. Từ, tôi vẫn thấy một thằng sát rạc mình trên lầu á, trên lầu, ông nhìn cái minimap nó có hình của. Ông nhìn, ông thấy chấm đỏ nhưng mà nó có mũi tên chỉa lên hoặc chỉ. Ông biết vị trí nó. Về cường. Đây là ngay lầu 2 nè. Thôi rồi, lên đẩy nè.
tên đi chung mà tên. Nó lộn lác. Ủa nó đâu rồi? Trời, nó nhảy xuống. Ngay dưới chùm luôn. Ở trên lầu nghe luôn. Ngay ngay mình mà, ngay trên lầu. Ở trên lầu á, trên lầu, lầu 3. Ủa đi đâu rồi? Nó chạy đâu rồi? Hướng này. Má mấy bạn quyết giết tuổi cùng diệt tận em nhỏ vậy hả? Chứ sợ không nữa, hồi nó quay lại bắn mình sao? Hả, thằng như thế này phải xử tử. Nó trên nóc nhà luôn ông ơi, tôi đang gọi trên nóc nhà nè, tôi thấy nó nè. Tôi đang chạy lên. Trời ơi, nó coi như nó lần này trời. Tao chạy trước cho Nghĩa, mày chạy sau đi. Đuổi cùng tận luôn. Má gì mới tầng 12 vậy? Này bao nhiêu tầng vậy? Tầng 14 nè. Tầng 14 nè, tầng 14 nè. Mấy ông đù gì? Ủa? Gì vậy? Tầng 14 ở trên. Ê, coi, khoan, coi chừng nha, coi chừng cái lấy mô. Đúng rồi, ở trên đó. Coi khai lè mò. Coi lè mò. Thấy. Coi lè mò. Để tôi hát. Ok. Hát chưa? Đang hát. Một cục. Hát cục nữa nè. Còn hai cục lè mò khó. Nó đào rồi. Còn. Chưa. Ê, ơi, thằng trên kia mất cháo rồi, thằng trên kia trên nóc. Hay. Hết rồi. Tỉ mẹ. Tôi bay cho mọi người mà. Cường làm hết. Ông thấy. Cố gắng chừng này top 1 nè, còn 12 thằng à, đù má lẹ đấy. Còn có 9 thằng à. Ủa, ai đặt cửa vậy? Để vậy. Mọi người biết mình không? Đúng nè. Khoan đi, tại còn ít á. Cứ từ từ thôi. Ok. Lắc tôi ra tới đây luôn không rồi. Từ. Ông coi ngay trước mặt mình. Kìa, tụi nó đấu nhau kìa. Có bức tường bự lắm, có bức tường bự luôn kìa. Khoan đã, ông quay đã, để coi có thằng nào sao. Okay. Nó cũng Loki giống mình nữa mà nguy hiểm. Ừ, quá cái pha nãy mà team chết vì một thằng Loki. Đúng một mình nó luôn. Tôi với Bell chứ, hai đứa luôn. Tại vì mình cái bức tường là mình sát rồi, mình tới bức tường là... Có. Má. Lắc đi này. Có thằng chứ. Này nó bắn từ hướng đó rồi. Đó, chấm rồi đó. Chạy qua bên này nè. Có nè, 3 thằng luôn, 28m nè. Ê, để đấu đi. 4 thằng luôn. Nó vô sâu rồi, nó sâu bức tường rồi. Đi ông ơi. Đứng đây. Ôi, chưa thấy mình. Loki, em canh đằng sau.
Ủa bà đấu 2. Bà đấu 2, ngon. Tôi lấy rồi. Bèo đi bè. Đi bè. Đang đi, đang đi nè. Đường đừng có tiếng động nhau. Check xung quanh đi bè. Check xung quanh đi. Tôi vẫn đang dò nè. Đợi bo thôi. Giờ cứ assume là nó có ghost đi. Có nè, sau nè, hướng E nè. Thấy một thằng 40m. Một thằng 33m. Hướng E. Cái lây mò của anh, mai nè. Cái lây mò đó rồi đó. 20, hai thằng luôn. Hai thằng luôn hướng E, 28m. Nè, cái chỗ này nè. 35m, 1-2. Một thằng đau. Rồi firm nè. Trời này hai. Win. Nice, hay quá rồi. Hay quá. Dán cuối thẳng luôn. Mặt tin mà. Mặt tin làm hai thằng. À, hay quá. Cô nào hết trơn rồi. Trời ơi. Bị xí hà. Không thắng nó cũng hơi gì. Tôi đọc cô nào hết trơn rồi. Tôi nghe tiếng nó hò nữa ba. Tôi nghe tiếng nó hò á. Corona. Thì bởi tôi đang thẳng hai quả kia luôn ba. Thường đi chơi ba để em nhẹ phai hẳn. Bèo, anh thích em rồi đó. Em chơi nhiều vô. Má, ừ, đúng nghĩa là nhiều. Em chơi xong rồi má nó đỡ stress phải lộn luôn á. Ừ má, tối nay tao ngủ ngon rồi. Tao đỡ bị sang chấn rồi. Kêu kêu với cuối tháng là thắng em không có la. Ừ. Em không có la hiểu không? Em lúc mà em đau á, em gục á, em không có la vô. Thế là anh nói gì em nghe là đổ mới đi chuẩn liền má. Lộn cường má em chơi thấy chơi đồ quán. Người cho cường, nãy mình chạy drop out ở đây luôn á. Mẹ để ra vô hồi cường chết đây nữa. Đừng nói dở. Nói gì không vui đâu. Bỏ tiền cho buồn hả? Không có đạn. Bỏ tiền cho tôi mua cho cường giáp nữa. Tôi cũng chưa có giáp. Mọi người ơi, cho tôi miếng giáp đó mọi người ơi. Không đủ mà ơi. Đưa hết luôn ơi. Còn có 100 đô rồi ba. Làm sao có hết cái thang này. Đúng. Mẹ chết mẹ rồi. Ê. Má không có đạn. Sao bắn? Đạn đạn gì đạn gì? Đạn AR. Trời chú đó, tôi có nhiêu đó. Hết luôn rồi đó. Quá hay. Không biết không để. Làm sao xong. Giờ biết đi đâu. Giờ làm gì? Giờ mà vòng chơi. Chú, gì vậy lộn. Ừ. Ê, đi sang nghĩa ra. Có mục đích để làm rồi đó. Đi sang nghĩa ra ông ơi. Nó thiếu đúng 100 luôn á. Cường mà có giáp thì bắn đỡ hơn rồi ba. Vô bắn cái Cường đi trước luôn á. Tao đóng cửa lại cho mày ở ngoài. Đóng cửa lại. Nó mở được không nội. Nhưng mà mình sẽ nghe tiếng hiểu không? À, chiến thuật. Vô mẹ rồi nè. Ê coi. Ê giờ cường. Gì? Ấy hay. Có cái mà. Chả nó có hơn không. Đã bắn tụi này sao? Ờ trời. Thương. Mà tin mẹ hôm nay là đại khai sát giới lắm mà quên không. Cho cái giáp á. Mà canh cửa này cho. Cái trong bên này cho. Lộn mình đang trong bo mà phải không? Bảo vệ bên gì Ryan. Không để cho tụi nó giết nghĩa. Ê xe tới nè, thôi máy bay rồi xe gì vậy? Gì vậy? Anh đâu biết đồ quá dùm đi trước cửa nhà luôn này. Cửa nè. Hai thằng này nè. Ba thằng. Canh nha, tôi canh. Sao vừa sát rạc luôn nè. Cái lồn hai viên vô đầu. Đào được. Đào được. Hai. Tìm quay. Cứu. Cường, ủa Cường là chết trước á Cường. Heo. Cường phải đó Cường. Không có Cường đứng đỡ lại. Cường bay. Cường bay cho mọi người bắn hiểu không. Rồi vì có tiền có đồ rồi nè. Đóng cửa lại nè. Đó rồi anh em chúng ta. Mặc ti.
Mới ước gì được cái luôn. Bắt tay nào, bắt tay nào. Nó bắn tôi sợ quá, tôi ấn nút nhảy mà nó tự vào ra ngoài luôn. Má vãi cả luôn. Hay không, má em bắn vô lắc má, em chơi hỏi tình đoán. Em biết nó đang sợ luôn. Má, cái nút lồn má, nhảy vào luôn. Ủa mặt pin rồi. Chết đẹp ơi. Không, anh thắng gù lắc, anh thắng gù lắc nhưng mà anh nhảy xuống. Má ơi. Giờ anh với em cũng khó ăn. Và nãy giờ mình có ăn tại tôi nghĩ dưới hai ba team bắn nhau ở dưới và chứ không riêng gì team mình mà. Ừ, cái vấn đề là nó gì nó đi theo mấy cái team kia. Một team nó cắt mình mà tụi nó đi theo. Gù lắc gì gì phải lộn đúng không? Đâu có bắn gì đâu. Thì đâu có ai để bắn đâu. Đấy có cái thùng rơi kìa. Thùng quá. Phải cần có cái súng để bắn đó mà. Không lại có tiền nổi. Sự thật đau lòng ha, sự thật đau lòng quá. Sự thật đau lòng. Ông làm gì có tiền. Lệ nhiều quá sao vậy. Có súng cũng chết. Lệ nhiều quá sao. Chứ sao được viên đạn nghĩa sẽ làm được gì. Tao biết luôn. Tôi biết có sẵn rồi, không phải. Tôi chết, tụi má nghĩa bị lắc à. Cái sát chụp viên đạn bé sẽ làm gì? Mày có một cái keyboard mà. Tụi má, tao cái đó tụi má. Confirm luôn, confirm luôn. Giờ không có lắc mẹ gì hết. Vô nhà. Ê, bên hông rồi, bên hông bên trái rồi. Ôi, hai anh stay bờ luôn, không thấy không? Ông sát bên ông luôn á. Tôi nó sát bên ông luôn á. Thôi. Đây là hai là stay bờ ông ơi. Nhưng mà lại ngay không có cái hàng cyber nha bèo, vô dụng. Nó thấy cái hút này không có hàng cyber. Chạy đi bò. Có giáp không? Đây đạn nè. Thôi đi, không sao anh không cần đạn, anh cần giáp thôi. Đi, cứ vô dòng đi, Tên anh thấy hàng cyber đứng cái đó. Không đủ tiền mua giáp. Giờ ông có dám mua hay không là vấn đề không này. Ê, hướng trước mặt nè. Hướng nè. Loki đi. Tại chín mạng giờ còn mình 2-7 á. Cẩn thận hang sniper nó đi bọc qua á, ở trên. Lết đi bạn, lết đi. Để tụi nó giết nhau đi. Có thằng. Lết đi chứ giờ đi bộ nó cũng thấy á. Nằm đi, cứ nằm đi, mình gần bo mà, mình chạy vô được. Để tụi nó tự thấy nhau đi. Kìa, nó phải đi qua. Để nó vô tụi nó hút nhau trước đi. Ông này, cái này mà ông Loki sao mà ông móc được hai thằng sao. Qua cái đống cỏ bên này trước đi bèo. Lấy cái cỏ làm cover rồi. Má này gọi là không tập tịch của mấy vị cộng nữa. Ông đừng làm tôi buồn cười ông ơi. Không. cái tactic mà của Việt Cộng mà thắng lát hồi đó, ông nên cảm ơn Việt Cộng nội ơi. Bụi cây biết nói. Tại nói vậy. Nghĩa, chừng nào mà ông nứt trong bụi cỏ mà có thằng chạy nhau. Em có giáp mặc vô đi bê ơi. Không có giáp anh ơi. Ông chừng nào mà ông nứt trong bụi cây mà có thằng nào chạy nhau mà ông bắn chết mà. Quá dịch tục quá, nhìn bê tục quá luôn đúng không nãy. Bụi đó nó mặc đồ quá y như mấy chị cộng luôn phải không? Tao lộn lắc rồi. Nó giết. Bên trái. Lắc không lắc. Không, qua bên phải chút. Không, nó về nó xài bốt ông ơi. Để cho nó bắn nhau đi, mà mòn móc được sau lưng. Đi xuống dưới, đúng rồi, đi xuống sau lưng đó. Bèo. Trên núi có sniper, nó đã quăng smoke à?
Nó đẩy thằng lồn đó. Đau một thằng. Thôi tìm mời, tìm mời. Ô vắng kìa má, ở một chỗ có siêu quá. Ủa, hai đấu hai, hai đấu hai. Hai đấu hai, hai đấu hai. Trước mặt một thằng hơn 3-3 nè, một thằng nè. Đi, đi nhẹ nhẹ thôi em. Hướng E một thằng nè. Nó qua trái mình nè, qua hướng này nè. Trên núi, trên núi, lại bên phải thôi. On bình, on bình nè. Ôi, con xin trọng, biết trọng miếng năm, biết trọng miếng năm. Tôi nghĩ đây được. Tôi nghĩ đây. Tôi nghĩ đây được. Biết trọng miếng năm. Thường nó ăn bài. Ăn bài đó không? Thường nó ăn bài của ta lên nó lại. Đúng quá. Trời đúng quá, chết quá luôn. Bán luôn. Bán cái trận này mới hay đó ba, trận này hay quá luôn. Hay đó, trận này hay quá luôn, trận má, cái trận mà mất hết niềm tin mà vẫn thắng má các bạn. Nghĩa ông nghĩa ao, nghĩa ao, nghĩa ao bu lắc một cách hoạn mục. Là kiểu bu lắc các bạn ơi. Không có bắn gì đâu.